Xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng với Sư Giang Việt. Vâng, các bạn, mùa hè lại đến rồi. Và cái trời khi mà trời nắng thì cái này là motor quạt điều hòa trong tắp lô của dòng xe Mitsubishi Mirage và dòng xe Mitsubishi Outrage. Thì khi mà chúng ta chạy xe trên đường mà hỏng cái quạt này thì chúng ta không thể nào lái xe được, rất là nóng, cực kỳ nóng luôn. Thì cái này là nó có một cái trong tắp lô của bạn, nó sẽ chuyển cái gió từ trong cái giàn lạnh của bạn ra ngoài trong vào trong xe, nó thông qua này. Thế đây là cụ quạt motor quạt giảm nóng và giảm motor quạt điều hòa trong tablo. Thì các bạn sẽ thấy là đây có motor này và đây là cánh quạt này, phần này là cánh ấy thì cả cụ luôn. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường, anh em lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường mà bị hỏng mất cái cụ motor quạt giảm nóng trong tablo này, thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi An Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy, anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn nhé. Đấy, các bạn xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.